dõi chương mục bản tin 24 giờ của GFS được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Hôm nay ngày 2 tháng 5, những tin tức nổi bật trong ngày sẽ được GFS cập nhật ngay sau đây. Thị trường crypto dự kiến sẽ chịu tác động rất xấu khi FED nâng lãi suất trong tuần này. Ngân hàng Trung ương Philippines sẽ thử nghiệm CBDC bán buôn. TVL trên các giao thức DeFi giảm trong khi khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch phi tập trung cũng giảm mạnh. Tin tặc lại tiếp tục hack thành công 80 triệu đô la từ các nhóm cho vay Phil. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thị trường crypto có thể sẽ mất hàng tỷ đô la trước đợt tăng lãi suất mới của FED. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED dự kiến sẽ tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản trong cuộc họp vào ngày 4 tháng 5 tới. Trong bối cảnh lạm phát ở nước Mỹ đang tăng cao kỷ lục trên 8%, phản ứng trước thông tin này, thị trường chứng khoán phố Wall đóng cửa tuần qua với các chỉ số đều giảm mạnh. Trong bối cảnh Bitcoin và các loại tiền số khác ngày càng có mối tương quan với thị trường chứng khoán, nhiều người lo ngại rằng crypto cũng sẽ rơi vào giai đoạn thị trường gấu giống như giai đoạn năm 2018. Tổng vốn hóa của toàn thị trường crypto đã giảm từ 1,967 nghìn tỷ đô la từ ngày 25 tháng 4 xuống 1,79 nghìn tỷ đô la, mất gần 9% giá trị. Trong tuần qua, Bitcoin cũng giảm 4,9%, trong khi Ethereum mất 7,6% so với đồng đô la Mỹ và các altcoin khác cũng giảm mạnh. Trước đó, founder của sàn Bitmain AutoHay dự đoán rằng các altcoin cũng sẽ giảm từ 75% đến 90% trong đợt tăng lãi suất lần này của FED. Tin tức tiếp theo trong bản tin hôm nay, Ngân hàng Trung ương Philippines thử nghiệm CBDC bán buôn. Ngân hàng Trung ương Philippines sẽ khởi động dự án thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số Ngân hàng Trung ương bán buôn CBDC. Việc thí điểm này nhằm mục đích kiểm tra tính khả thi của việc sử dụng CBDC cho các giao dịch tài chính quy mô lớn tại Philippines. Các kết quả rút ra từ quá trình thí điểm sẽ được sử dụng làm căn cứ để xây dựng lộ trình trung và dài hạn cho các dự án CBDC bán buôn tiên tiến hơn, nhằm tăng cường hơn nữa hệ thống thanh toán của Philippines. Không giống như các CBDC bán lẻ, các CBDC bán buôn bị hạn chế đối với các ngân hàng và với các tổ chức tài chính. Một CBDC bán buôn có thể giúp giảm bớt các rào cản trong việc chuyển tiền xuyên biên giới, thanh toán chứng khoán vốn và cơ sở tính thanh khoản trong ngày. Tiếp theo là tin tức TVL giảm xuống dưới 200 tỷ đô la trong khi khối lượng giao dịch của các DEX giảm. Tổng giá trị bị khóa TVL trong các giao thức tài chính phi tập trung DeFi đã giảm xuống dưới mốc 200 tỷ đô la. Trong bối cảnh vốn hóa của toàn thị trường mất hàng tỷ USD trong tuần qua, đây là lần đầu tiên TVL trong DeFi xuống dưới mốc 200 tỷ đô la kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, TVL vào khoảng 196,6 tỷ đô la, giảm 3,16% trong 24 giờ qua. Tất cả 10 giao thức DeFi hàng đầu ngoại trừ Anchor đều có tỷ lệ phần trăm TVL giảm mạnh trong tháng qua. Cụ thể, Curve Finance giảm 11,74%, Lido mất 13,73%, MakerDAO giảm 16,81%, Convert Finance mất 10,59% và Aave mất 21,89% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch phi tập trung trong tháng 4 cũng giảm hơn 21% so với tháng 3. Trong tháng 3, khối lượng giao dịch của các DEX vào khoảng 117 tỷ đô la, cao hơn mức khoảng 92,18 tỷ đô la của tháng 4. Tin tức sau cùng trong bản tin hôm nay, tin tặc đánh cắp 80 triệu đô la từ các nhóm cho vay Fields. Ngày 30 tháng 4 năm 2022, một nhóm tin tặc không rõ danh tính đã đánh cắp hơn 80 triệu đô la tài sản tiền số được nắm giữ trong các nhóm sản phẩm cho vay Fields của nền tảng DeFi Rari Capital. Vụ hack xảy ra thông qua một lỗ hổng bảo mật trong hợp đồng thông minh của giao thức này. Trong số những đối tượng bị tấn công có Ferrotoco, một nền tảng điều hành một đồng stablecoin được neo bằng đồng đô la Mỹ. Nhóm Ferrotoco quản lý các thị trường cho vay trên Phil, nơi mà người dùng có thể gửi tiền để hưởng lợi tức hàng năm và cũng có thể vay bằng tiền FVI stablecoin. Trong một bài đăng trên Twitter, Ferrotoco đã thừa nhận bị hack và đã đề nghị một khoản tiền thưởng trị giá 10 triệu đô la cho các tin tặc nhằm thương lượng và lấy lại một phần số tiền bị đánh cắp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GFS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!